Rồi nhìn lên nha. Đọc cái đề rất là dài, cho nên là em phải biết tóm tắt. Tóm tắt thì phân loại ra cái nào đặt vào chỗ nào. Rồi nhìn lên. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, đúng không? Mỗi kg sản phẩm loại một, một kg nó cần 2 kg nguyên liệu cộng với 30 giờ làm, và đồng thời đem lại cái mức lời, đây là lợi nhuận này, đem lại cái mức lời 40.000 đồng. Đây là mức lời chứ không phải là giá bán. Giá bán thì bằng lời cộng với lại gốc. Đây là nó lời rồi, hiểu chưa? Tức là 1 kg là nó lời 40.000. Đó, tóm tắt vậy đó. Bây giờ loại 2, cứ 1 kg sản phẩm loại 2 thì nó cần là 4 kg nguyên liệu và 15 giờ làm. Nhưng mà nó chỉ cho ra mức lời là 30.000 đồng. Tuy nhiên ở trong cái xưởng này nó chỉ có, xưởng này nó chỉ có 200 kg nguyên liệu và 1.000, sửa lại đề nha, 1.200 giờ làm. Như vậy hỏi cái sản xuất cho cái sản phẩm loại 1 và loại 2 bao nhiêu ký để cho cái mức lợi nhuận là cao nhất? Thì cái hỏi đó chính là cái biến đó. Hỏi cái gì thì biến là cái đó. Như vậy thì ta sẽ gọi gì đây? Gọi x là số ký để mà sản xuất loại 1, gọi y là số ký để sản xuất loại 2. Như vậy thì điều kiện của x và y là phải lớn bằng 0, đúng không? Chứ không lẽ sản xuất ra âm ký. Thế thì 1 kg thì cần 2 kg nguyên liệu, 1 kg loại 1 thì cần 2 kg nguyên liệu. Vậy là bao nhiêu ít ký thì bao nhiêu ký nguyên liệu? 2 ít ký nguyên liệu. Và bao nhiêu giờ làm? 30 giờ làm, 30 ít giờ làm, đúng không? Cứ 1 kg thì cần 30 giờ, thì ít ký là cần 30 ít giờ, và nó đẻ ra bao nhiêu lợi nhuận? 40.000 x, 40.000 nhân x, ổn không? Bình thường đúng không? Bây giờ loại 2 nó đẻ ra là y ký thì nó cần bao nhiêu ký nguyên liệu? 4 y ký nguyên liệu cộng bao nhiêu giờ làm? 15 y giờ làm. Nó đẻ ra bao nhiêu tiền lời? 30.000 y lời. Như vậy thì cái hàm lợi nhuận ở đây FXI nó sẽ là lấy cái tiền này lời cộng với tiền này lời, đúng không? Tức là 40.000 x cộng cho gì? 30.000 y. Rồi bây giờ điều kiện quyết với y là gì? Ngoài cái điều kiện là x phải lớn bằng 0, y phải lớn bằng 0 ra. Thế bây giờ trong cái xưởng đó nó chỉ có 200 ký nguyên liệu thôi, thì em sản xuất vượt quá 200 ký được không? Không được. Vậy là cái số ký ở đây cộng với số ký ở đây phải sao? Biến bằng 200. Vậy là 2x
cộng 4 y phải biến bằng 200. Đây là bất quân trình bậc nhất hai hạng này, đúng không? Rồi số giờ là 1200, vậy thì ta có gì? 30 x cộng gì? 15 y phải gì? Phải gì? Biến bằng 1200. Mình có thể rút gọn bớt được chuyện vé đi. Như vậy là x cộng 2 y trừ đi 100 biến bằng 0. Ở dưới là 2x cộng cho y, 1200 chia cho 15 nhiêu? 80 biến bằng 0. Rồi x phải lớn bằng 0, y phải lớn bằng 0. Về bài toán rõ chưa? Rõ quá rồi. Hãy đi tìm những cái giá trị x, y làm sao đó để cho thỏa mãn cái miền này mà lại làm cho thằng này sao đạt giá trị lớn nhất. Thì đi vẽ ra, đi vẽ mấy đường biết không? 4 đường, 1, 2, 3, 4. Nhưng mà hai cái đường này đặc biệt này, đường này là cái đường x bằng 0, đó là cái đường gì biết không? Nó chính là x bằng 0 á, chụp oy. Còn cái đường này là y bằng 0 này, nó là chụp gì? Oy. Đó, vẽ ra. Vẽ 4 đường nha. Vẽ V1, nó là x cộng 2y trừ 100 bằng 0. Vẽ V2, 2x cộng cho y trừ cho 80 bằng 0. Vĩ V3, x bằng 0, nó chính là chụp OY. Vĩ V4, y bằng 0, nó chính là chụp OY. V3 thì mình, V1 thì mình lấy 2 điểm thôi. X bằng 0, y bằng 50. Y bằng 0, x bằng 100. V2 cũng lấy 2 điểm thôi. X bằng 0, y bằng 40, y bằng 80. Y bằng 0, x bằng 40. Rồi, vẽ ra được rồi nè. Nhưng mà không lẽ lấy 100 ô. 1 ô là bao nhiêu đơn vị? 10 là còn to lắm, 20 đi. Một ô là 10 đơn vị, mình phải vẽ tới 10 ô. Một ô lấy 20 đơn vị thì 100 là mình lấy có 5 ô thôi. Ô x y, đây là 20, 40, 60, 80, 100. Đây là 20, 40, 60, 80, 100. Rồi, vẽ vô. X bằng 0, y bằng 50. 0, 50 đây. Quên, quên sai à. 50 là một nửa 100 mà. 50 là giữa đây này. 50 X bằng 100, y bằng 0. Đây, vậy hai này nối lại. Tiếp tục, x bằng 0, y bằng 80. Đâu? 80 đây này. 80. Rồi, x bằng 40, y bằng 100. Y bằng 0, 40 đây. Nối lại. Nối lại. Đây là V1. Đây là V2. Bây giờ chọn điểm thay vào. Chọn điểm nào phải không? Chọn cái điểm nào mà đừng có nằm trên cái thằng nào đấy. Đây V3 này. Đây V4 này.
Thì mô sao được? Chọn điểm này này. 20-20 này. Đúng không? Chọn điểm M 20-20. Không thuộc V1, V2, V3, V4 gì luôn. Thay vào hệ như vậy là thay vào đây này, 20-20 thay vào 8-6-6 trừ đi 100 là trừ 40, biến bằng 0, đúng. Khi là trừ 20 biến bằng 0, đúng luôn. Dưới đây là 0 lớn bằng 0, đúng. Dưới nữa là 0 lớn bằng 20 chứ, lớn bằng 0, đúng. X và Y bằng 20. Như vậy bắt đầu đây. Với cái thằng V1, với cái thằng V1 thì đúng, điểm này là đúng. V1 điểm này là đúng thì bỏ cái điểm này đi, đúng không? Bỏ cái miền này đi. Bỏ nhiệt tình vào. Bỏ đi. Được chưa? Với cái đường V2 đây cũng bỏ luôn. Thằng này là đúng mà. Bỏ cái miền bên này luôn. Bỏ luôn. Rồi với cái thằng V3, V3 là cái thằng UI này, thì cái thằng này cũng đúng. Thì bỏ cái miền bên trái, giữ cái thằng bên phải lại. Và đối với miền V4, thằng đó vẫn đúng. Giữ cái thằng ở trên, bỏ thằng ở dưới. Có thấy nó tạo ra một cái đa giác không? Đa giác này là bốn đỉnh đúng không? Điểm O 00 này, điểm A này, điểm B này, điểm C này. Đó. Như vậy thì cái miền nghiệm, là tứ giác O A B C đó. Trong đó cái điểm B á, mình bấm coi, là giao điểm của hai cái đường V1 và V2. Điểm B là bao nhiêu? V1 V2. Bấm máy giải hệ ra chào ơn. Hai mươi bốn mươi. Thật ra nếu mà vẽ đúng nhìn kỹ lên đây nó cũng thấy này, 20-40. Thấy chưa? Bây giờ lấy hết bốn cái đỉnh này thay vào cái hàm lợi nhuận. Đây, đây là X Y, đây là điểm O 00, đây là điểm A. Điểm A là 40-0, nhìn lên hình thì có rồi. Điểm B 0-50, quên, 20-40. Điểm C 0-50. Thay vào cái hàm lợi nhuận FXA. Thay vào coi. Mấy em nhập biểu thức này này, 40.000 X cộng 30.000 Y rồi nhấn can. Nó hỏi X thì nhập hoành độ, hỏi Y thì nhập tung độ. Cái này là không chắc rồi. 40-20, 40-0 thì vô nhiêu? Một triệu sáu. Kinh doanh mà lời cái mấy trăm mà làm cái gì? À, tỷ giờ Đức Đông Phật nha, lấy ra nhiều. Rồi cô B, quên, 2 triệu. B là 2 triệu. C triệu mấy? 0-50 triệu rưỡi.
đúng không? Như vậy là thằng nào là lợi dụng nhiều nhất đây? Thằng B. Vậy là muốn lợi nhuận nhiều nhất thì em phải sản xuất bao nhiêu ký loại 1? 20 ký loại 1. Và bao nhiêu? 40 gì? Ký loại 2. Rõ ràng chưa?